làm cho ta đau khổ cả đời à. Ta nói cho người biết, ta đã có manh mối rồi. Nguyễn Nhi, có một cô nương tên Thảy Liên, giống như là em vậy đó. Thông minh cũng giống như em, dễ thương cũng giống em. Cô ấy cũng ra đời trong lúc trăm hoa đua nở, đã sinh cùng năm cùng tháng với con gái của chúng ta. Hãy nói đi, ở trên đời làm gì có chuyện tình cờ như vậy? Có phải là con gái của chúng ta hay không? Hay dạ, con à, xem kìa. Ai dạ. Nữ gia, ông ấy coi thử. Tiểu thư trưa ngày hôm nay về đây đã ngồi đây nổi giận rồi. Ngay cả cơm cũng không ăn. Ở dưới lò đang ra rượu. Con không thể tới đây để lo công việc. Định kêu bị tục đi tìm ông. Nhưng bị tục không biết đi đâu rồi. Cuối cùng ông đã về tới. Hay là qua khuyên cổ đi. Được rồi, cháu đi lo chuyện của cháu đi. Con gái của tôi biết mà. Đi đi, để tôi lo cho. Tiểu thư có gì cứ nói với lão gia nha. Đừng có giận nữa đó. Được rồi, mau đi đi. Con à, con gái ngoan của cha, con là có chuyện gì vậy hả? Lại bị uất ức cái chuyện gì? Nè, hãy mau nói cho cha biết đi, hả? Con gái của cha, đừng có giận nó tới hại sức khỏe. Chắc là cái thằng tiểu tử Địch Dương kia lại ăn hiếp con. Không có được đâu, để cha đi kiếm nó, đòi lý lẽ cho con. Nè nghĩa phụ, đừng có đi tìm ảnh. Cũng tại con, tất cả là lỗi của con. Con gái của cha làm sao mà có lỗi chứ hả? Địch Dương kia sáng sớm ăn mặc bánh bao, mặt mày tươi rói, còn tới chỗ của Bạch Công Công rước Thảy Liên. Thiệt là tức chết đi được à. Nó làm như vậy làm cho cha nổi máu luôn à. Nghĩa phụ à, đừng có hiểu lầm ảnh. Đó chỉ là cái kế của ảnh thôi. Kế hả? Dùng kế đi nữa cũng không nên dùng như vậy. Rõ ràng con gái của tôi là vợ của nó mà, tại sao nó lại xem Thảy Liên như là vợ của nó chứ? Không được, cha sẽ đi trút giận giùm cho con. Nè nghĩa phụ, con đang nghĩ cha. Cha đừng có nói nữa. Con biết rõ cha cố tình nói xấu Địch Dương để cho con vui. Nhưng mà lần này đi, thật sự là do con gái đã gây ra đại họa. Con gái không tốt là lỗi của con. Không có sao đâu, con gái của cha làm sao mà có lỗi được chứ. Đúng ra ảnh đã cứu được Sơn Kỵ rồi. Thảy Liên cũng vì cứu Sơn Kỵ tự nguyện làm con tin. Nhưng mà bởi vì con quá nông nổi, tới làng Sơn Cốc đưa thổ phỉ ô đầu tới để cho Bạch Công Công có cái cớ nói là Địch Dương thông phỉ nên anh tấn công Điền Trang đòi giết Địch Dương. Nếu không có nhờ Thảy Liên, con đã hại tới tính mạng của Địch Dương rồi. Anh không còn yêu con nữa, anh sẽ không có lấy con đâu. Hay dạ Phụng Nhi à, con, cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con được ra nông nổi như vậy, con mà làm như vậy cha càng bận tâm hơn nữa. Hay dạ. Đi ca, tuy nhiên họ Địch có nhiều người giúp việc, nhưng khi họ đi làm cái chuyện tuyệt tử tuyệt tôn như vậy, họ không bao giờ làm đâu. Cứ để cho Sơn Kỵ đi đi. Sơn Kỵ không thể đi. Chuyện gì anh nói anh không thay đổi. Nếu như không ai đi, anh đi. Sao anh đi được chứ? Đi như vậy là vừa ý Bạch Công Công rồi. Anh tuyệt đối không thể đi. Hay là để tôi đi. Em không thể đi. Không, các người khỏi cần đi, tôi đi. Tiểu Phước Tử, tại sao thế đi được chứ? Đại thiếu gia, tôi đi thích hợp nhất. Tôi
tôi không dừa không dẫn, đi làm một thái giám, đó là lối thoát. Ê, em đi rồi, Thư Kỳ tính làm sao? Đừng nhắc tới Thư Kỳ nữa, cô ấy và em đã triệt để tan vỡ rồi. Bằng không, em còn tính đi làm hòa thượng nữa. Làm thái giám, làm hòa thượng cũng vậy thôi. Thôi hãy để cho em có được cái phước phần đó đi. Phước phần cái gì chứ? Đó chính là... Nhưng mà đi để bị thiến, chịu khổ đó. Em không sợ chịu khổ, hãy để cho em đi đi. Thôi đừng có nói nữa, đi về đi. Đại thiếu gia, thôi hãy để cho em đi đi. Em từ nhỏ đó không cha không mẹ, chính đình gia đã nuôi dưỡng em, xem em giống hệt như là con cháu trong nhà. Đạo thái gia gặp tai nạn, em không thể giúp đỡ. Bây giờ đại thiếu gia gặp nạn, tôi thì hãy để cho em giúp đỡ cho thiếu gia đi. Em đang nghĩ mà, em đang nghĩ mà, em đang nghĩ mà. Đại thiếu gia, em đang nghĩ, em đang nghĩ đó đại thiếu gia. Đại thiếu gia, tôi hãy để cho em đi nha. Em đang nghĩ mà, tôi hãy để cho em đi đi. Tiểu Phước Tử, không hối hận chứ? Không hối hận đâu, tôi hãy để cho em đi đi. Bắt đầu ngày hôm nay, đừng gọi ta là đại thiếu gia nữa. Em là ân nhân của nhà họ Địch chúng tôi đó, có biết hay không? Cảm ơn nhà đại thiếu gia, cảm ơn nhà. Đây là cái gì? Đây là mì gọt dao. Cẩn thận, đừng có lớn tiếng người ta ngạc nhiên đó. Là mì gọt dao? Ông có gọt luôn tay của ông hay không? Quỳnh Mãn, em đói rồi. Thôi được, vậy em ngồi xuống đi. Làm ơn, cho hai tô mì gọt dao. Có liền. Cô nương à, ăn mì đi. Cảm ơn. Đũa nè. Từ từ. Được rồi. Cảm ơn. Sao để nhiều giấm quá vậy? Người ở đây rất thích ăn giấm. Thôi được, hay lại mang chén của anh đi. Được. Lão Giao. Cái thằng mắc dịch, mới sáng sớm mày làm cái gì vậy? Trên đường thăm Tiểu Phước Tử chạy về đây, gặp phải con Minh đang bắt lính đó. Chúng mình đã bắt luôn cả tôi rồi. Chiến sự ở biên quan nổi dậy à? Chưa về bắt trắng lên ở thị trấn này hay sao? Đúng vậy, không được, tôi phải trốn ngay. Nè, đại chúc, họ đã thấy mày rồi chưa? Chưa có thấy. Không thấy sợ cái gì hả? Hơn nữa nha, người là tủ hộ của Lăng già hoàng thượng hạ chỉ. Người có thập tam tổ dương, không cần phải đi lính. Phải rồi, sao tôi quên mất rồi hả? Làm tôi giật mình đó. Cái gan gì mà nhỏ quá trời à. Bị tục à. Tiểu Phước Tử đâu? Hắn như thế nào rồi? Còn làm gì được. Mấy hôm trước ở Điền Trang bị công công tình thân rồi, hôm nay sáng sớm thái giám đưa hắn vào trong cung để mà làm thái giám đó. Anh Địch Dương không yên tâm, tiễn chừng nó luôn. Anh Địch Dương đề nghị khí. Tiểu Phước Tử kia hy sinh quá nhiều cho địch già, địch già đi tiễn chân nó, đó là điều đương nhiên thôi. Tại sao các người lại giấu tôi? Hay già làm cái gì vậy hả? Tiểu Phước Tử không có chờ chúng tôi nói. Bị tục, chúng ta có phải là bạn thân không? Phải. Anh và Tiểu Phước Tử có phải là huynh đệ không? Anh em thân lắm. Sao hả? Tại sao anh đi làm thái giám là không nói cho em biết? Cô còn dám hỏi nữa? Tức cái gì cô đó? Vì Thư Kỳ thay lòng đổi dạ, cho nên giận và cũng làm thái giám đó, có biết chưa? Ai nói em thay lòng đổi dạ? Em nói thương cô đồng không thương Tiểu Phước Tử mà. Anh nói bậy, em đã nói như vậy hồi nào?
Hay giờ ngôi đồng người ta có văn hóa đó, văn hóa có rượu nữa, không phải em nói sao? Thưa Kỳ à, em có nói như vậy không? Cô nói vậy mà. Em không có ý đó đâu. Nè Thư Kỳ, Thư Kỳ. Hay à, tiểu thư gây chuyện, A Hoàng cũng gây luôn nữa. Hay à, thiệt là nói nổi mà. Đây là nhà của chúng ta. Chúng ta đã về nhà, hãy vào trong coi thử đi. Không thể cho người ta biết. Mình đi đi. Ê, tiểu Phước Tử thật là có lương tâm. Từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, đứa con mồ côi thiệt là tội nghiệp quá. Bây giờ lại đi làm thái giám giùm cho địch gia của mình. Địch gia chúng ta đời này không thể trả ơn cho nó đâu. Cũng tại cái tên Sơn Quý Đường đã hại chúng ta. Thanh Nhi, không được nói như vậy. Người ta dù sao cũng là cha của Sơn Khôi. Cha như vậy nhận lắm gì? Không được nói bậy. Sao lại không thể nói? Làm cho cha của con không biết sống chết, làm cho anh của con bị đàn áp tới chết, cũng không trở về nữa. Thank you.
上错错错一番。